Mùng 3 Tết cũng là thời điểm mà mọi người đi chợ mua sắm. Với chị em tiểu thương thì đây được xem là ngày mở hàng lấy may, cầu cho một năm mới mua may bán đắt. Còn đối với những người trong gia đình thì mong muốn mua được những thực phẩm tươi ngon trong những ngày đầu xuân mới. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, không khí tại chợ Đà Lạt đã tấp nập trở lại. Người mua người bán đều hối hả trong phiên chợ đầu năm. Sau 2 ngày Tết, nhu cầu mua thực phẩm của người dân cũng tăng lên. Tuy nhiên, so với năm ngoái thì chợ Tết năm nay ít đông đúc hơn, nhưng nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân có phần nhiều hơn các loại thực phẩm khác. Đầu năm chị mong là sức khỏe dồi dào rồi mua bán bên như mọi ngày bình thường, sức khỏe là chính. Chính vì nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mà các nhà vườn đã cung cấp rau tươi liên tục cho các tiểu thương, người tiêu dùng cũng rất phấn khởi khi đầu năm được mua rau củ tươi ngon, giá cả cũng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Phiên chợ đầu năm cũng thu hút được nhiều khách du lịch tham quan, hòa vào không khí mua bán tấp nập. Đối với các mặt hàng như cá, thịt cũng được các tiểu thương chuẩn bị và bày bán với các sản phẩm tươi ngon, giá bán cũng tăng khoảng 10.000 đồng một ký thịt, cá, các loại. Hiện giá thịt bò bán lẻ khoảng 250.000 đồng một ký, thịt heo khoảng 80.000 đồng một ký. Và cũng như mọi người, các tiểu thương cầu mong nhiều may mắn trong năm mới. Năm nay thì có thể chậm hơn năm ngoái. Dạ. Dạ thì mua may mắn đắt rồi gặp nhiều may mắn như vậy. Theo một số tiểu thương cho biết, họ đã bắt đầu hoạt động từ ngày mùng 2 Tết, nhưng phiên chợ hôm nay đông đúc nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên các hoạt động mua bán ở chợ Đà Lạt vẫn chưa trở lại như ngày thường, vì nhiều người còn chọn ngày đẹp để mong có một năm mới suôn sẻ, may mắn. Mới đầu về thì nó phải có một khoảng thời gian thích nghi khí hậu ở Đà Lạt. Thì sau đó thì mình mang cái cây giống về, mình tự nhân giống ra. Thì giống này mình cũng có nhân giống ở xứ nóng nữa, thì rất là ổn định.